Audrey công khai tin nhắn bị đạo diễn gạt qua đêm, cô nàng lại một mực đòi diễn vai khó nhằn. Trở thành một ngôi sao giải trí là điều mà mọi nghệ sĩ trẻ đều khao khát khi bước chân vào showbiz. Như cuộc sống vốn dĩ muôn màu, cái gì cũng có hai mặt của nó và sự nổi tiếng cũng vậy. Ở các quốc nào đó của showbiz, không ít người trẻ mới vào nghề từng nhận những tin nhắn gạ tình khi lọt vào tầm ngắm của ai đó. Mới đây, Oris đã chia sẻ rằng mình là nhân vật chính của câu chuyện đổi chác ấy. Cụ thể trong tin nhắn, người này giới thiệu mình là một đạo diễn phim điện ảnh chiếu rạp, ngỏ ý muốn mời Oris tham gia bộ phim điện ảnh học đường. Tuy nhiên, yêu cầu mà gã đưa ra lại sổ sàng khiếm nhã một cách trắng trợn. Anh cast em vai học sinh, em chỉ cần đi anh với ăn một đêm thôi là đủ điều kiện casting. Trước yêu cầu thô lỗ mà gã đưa ra, Oris khéo léo đáp trả, dạ anh ban ngày được không ạ? Ban đêm tối lắm, em không thấy đường ạ. Không chỉ vậy, cô nàng còn tinh nghịch gần hỏi xem phim có vai xác chết không, vì nghĩ vai đó hợp với mình. Trước lời lảng tránh của Orange, người tự xưng là đạo diễn này vẫn chưa từ bỏ ý định. Gã buông lời ngon ngọt, anh thấy em hát nhạc phim cũng ok, nhưng làm đạo diễn phim dễ nổi tiếng hơn nhiều, chỉ cần đi với anh một đêm là em có vai ngay. Đọc đến đây thì mọi chuyện đã rõ như ban ngày, ý đồ gà gầm đã lộ ra cả. Bởi không có vị đạo diễn đàng hoàng nào lại nhắn tin qua mạng xã hội một cách thiếu chuyên nghiệp, lại còn đòi hỏi nghệ sĩ nữ phải đi ăn mới đủ điều kiện casting thế này. Hơn nữa, gã còn đòi xin số tài khoản của Orange để dùng tiền dụ dỗ. Tuy nhiên, có vẻ như giọng ca người lạ ơi vẫn rất tỉnh và không chịu cắn câu. Orange vẫn gặp hỏi về vai diễn xác chết khiến giả đạo diễn nọ phải cạn lời vì không thể xoay chuyển được cô nàng. Đăng đoạn tin nhắn lên trang cá nhân, Orange không quên xéo sắc. Ủa, đạo diễn gì bất lịch sự xin tôi? Ngay khi đăng tải, bài viết công khai bị gạ của Orange lập tức nhận được sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Bên cạnh một số bình luận cho rằng showbiz quá thật rắc rối, thì hầu hết mọi người đều cười ngất với cách trả lời bá đạo của nữ ca sĩ. Showbiz lại có thêm một cây hài mới, làm nghệ sĩ hài nổi tiếng hơn, đóng xác chết chi vậy má? Gặp ngay thánh nhây. Đó là một vài bình luận của cư dân mạng trước độ lầy của Orange. Có vẻ nhiều người cảm thấy rất ấn tượng sau màn ứng xử khéo léo của nữ ca sĩ. Thế nhưng nhiều ý kiến lại tỏ ra bất bình thay cho giọng ca sinh năm 1996 vì gặp phải đạo diễn giỏm phiền hà. Bên cạnh đó, fans cũng góp ý rằng nữ ca sĩ lần sau gặp chuyện tương tự cũng nên ứng xử nhẹ nhàng lại. Việc Oris cười cợt biết đâu lại mang đến nhiều rủi ro. Từ trước đến nay, việc gạ tình đối vai không còn xa lạ trong làng giải trí Việt và trên cả thế giới. Một số người trong đó chấp nhận việc đổi chác để có cơ hội nổi tiếng, nhưng đôi khi bị đáp trả lại là một cú lừa đau đớn, ảnh hưởng đến cả cuộc đời và sự nghiệp sau này. Vì thế, hành động tốn tiền sớm kể lạ mặt khiếm nhã của Orange được xem là thông minh, khiến công chúng khen ngợi và ủng hộ hết mình. Orange tên thật là Khương Hoàng Mỹ, được biết đến qua cuộc thi âm nhạc X Factor năm 2014 với giọng hát nội lực. Tuy nhiên, tên tuổi Orange chỉ thực sự phất lên khi cho ra mắt ca khúc Người Lạ Ơi vào năm 2018, cùng năm đoạt giải nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc của giải Mama. Năm 2019, Orange được vinh danh siêu sao mới châu Á của Hồng Kông Asian Pop Music Festival. Thời gian qua, giọng ca chân ái gây chú ý vướng lùm xùm kiện tụng với công ty Châu Đăng Khoa. Cô sốc khi ông bầu họ Châu đòi bồi thường 15,5 tỷ đồng sau những đấu tố xuất phát từ khúc mắc công việc. Gần đây nhất, Orange nhận được nhiều sự yêu thích qua ca khúc Nhìn Vậy Mà Không Phải Vậy trong bộ phim Thiên Thần Hồ Mệnh.